Xin chào, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S Channel. Và hãy cùng mình cập nhật những tin tức có trong ngày hôm nay 21 tháng 1 ngay bây giờ nhé. Bóng đá Việt Nam thì ngày càng khiến cho khán giả trong và cả ngoài nước nữa đi hết từ bất ngờ này cho đến ngạc nhiên khác. Và trong trận đấu ngày hôm qua gặp Jordan thì Việt Nam chúng ta đã có một chiến thắng vô cùng xứng đáng và đã trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào tứ kết. Và ngay sau trận đấu thì rất nhiều báo chí tại Hàn Quốc, tại Anh và cả Mỹ nữa đã đồng loạt đưa tin và tán dương Việt Nam chúng ta. Sau màn luân lưu nghẹt thở đưa đội tuyển Việt Nam của chúng ta tiến thẳng vào tứ kết thì không ít những phương tiện truyền thông của Hàn Quốc, Mỹ và cả Anh đồng loạt tán dương những ngôi sao vàng của đội tuyển Việt Nam. AP, hãng truyền thông hàng đầu thế giới có trụ sở tại Mỹ đã ca ngợi chiến tích của Rồng Vàng. Việt Nam đã tạo ra những cú sốc lớn cho Jordan khi mà giành chiến thắng trên chấm phạt đền. Trong khi đó thì hãng truyền thông Reuters của Anh cũng ca ngợi rằng các tay súng trẻ của Việt Nam đã đánh bại Jordan 4-2 ngay trên chấm phạt đền để lọt vào tứ kết của Asian Cup 2019. Sau khi bất phân thắng bại ở 120 phút. Trong khi đó thì đội tuyển Jordan đã từng đánh bại đương kim vô địch Australia và Syria để đứng đầu bảng nhưng lại không thể chơi lấn lướt một Việt Nam có sự kỷ luật vượt trội. Và đặc biệt là thông tin Việt Nam lọt vào tứ kết của Asian Cup 2019 còn chiếm spotlight hơn cả một giải bóng đá số 1 thế giới, cấp câu lạc bộ ngoại hạng Anh. Từ khóa Việt Nam và Jordan đã là từ khóa hot nhất tại Hàn Quốc vào ngày hôm qua. Một người dùng mạng xã hội có tên là Kim Min Hee đã chia sẻ rằng: "Tôi hy vọng rằng Hàn Quốc và Việt Nam sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Đừng lo sợ hay nghĩ tới Nhật Bản nữa." Đó chỉ là những lời điểm qua, còn rất nhiều những trang báo danh tiếng khác cũng đã đồng loạt đưa tin và tán dương Việt Nam chúng ta. Và không thể nói đó chỉ là một may mắn được trước một đối thủ được đánh giá cao hơn. Sự thật là từ đầu hiệp 2 sau khi bị dẫn trước thì chúng ta đã chơi quá xuất sắc và chiến thắng ngày hôm qua là vô cùng xứng đáng. Ngay sau trận đấu giữa Việt Nam và Jordan thì đội tuyển Thái Lan cũng đã bước vào trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Mặc dù là dẫn trước nhưng mà rất tiếc là Thái Lan đã không thể đi tiếp vào tứ kết. Đội bóng thứ hai đi tiếp vào tứ kết sau Việt Nam đó chính là Trung Quốc và hy vọng rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ tiếp tục làm nên những điều kỳ diệu trong những trận đấu tới. Sau hơn một năm gắn bó thì cuối cùng vào ngày hôm qua 20 tháng 1, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà Lạng Sơn là quê hương của cô dâu. Buổi lễ diễn ra với sự có mặt của rất nhiều bạn bè thân thiết và gia đình của họ và được biết thì đám cưới của họ sẽ được tổ chức vào sau Tết tới đây. Đặc biệt là trong buổi lễ ăn hỏi của con trai thì mẹ ruột của Cường Đô La chính là đại gia Như Loan cũng đã xuất hiện để trao của hồi môn cho con dâu và có vẻ như là Đàm Thu Trang khá được lòng mẹ chồng. Ở chuyện tình trước đó của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà thì bà Như Loan đã không hề ủng hộ nên là dù họ có chung sống với nhau nhiều năm nhưng mà Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà vẫn không có một đám cưới chính thức được diễn ra. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Cường Đô La đã tổ chức một đám cưới, dù trước đó thì anh cũng đã từng có rất nhiều những mối quan hệ với nhiều mỹ nhân trong showbiz Việt. Ca khúc Bống Bống Bang Bang thì mới đây đã chính thức cán mốc 400 triệu lượt xem trên YouTube sau 2 năm ra mắt khán giả và đã trở thành MV được xem nhiều nhất tại Việt Nam. Bống Bống Bang Bang được thể hiện bởi nhóm nhạc 365 khi mà còn hoạt động chung và ca khúc đã được ra mắt vào ngày 27 tháng 6 năm 2016. Theo thống kê về số lượt view trên kênh YouTube thì MV tới thời điểm hiện tại đã đạt được hơn 400 triệu lượt xem và trở thành MV không có đối thủ trên YouTube Việt Nam, dẫn đầu top MV được xem nhiều nhất trong làng nhạc Việt. Bống Bống Bang Bang đã tăng view một cách chóng mặt là nhờ lượng fan trung thành của các em nhỏ và các bà mẹ bỉm sữa. Với giai điệu sôi động, vũ điệu bắt mắt thì khiến cho các bà mẹ có thể dễ dàng dụ dỗ các bé ăn ngon mỗi ngày. Và ngoài ra thì ca khúc thường xuyên được sử dụng trong các tiết mục văn nghệ. Mặc dù là hiện tại thì 365 đã tan rã nhưng mà chắc chắn là Bống Bống Bang Bang đã là một cột mốc và dấu ấn vô cùng đáng tự hào và trân trọng trong sự nghiệp của họ. Liên quan đến vụ trộm hơn 430 lượng vàng trong vòng 6 năm đi làm thuê tại một cửa tiệm vàng tại Quảng Nam, hiện tại đang gây xôn xao dư luận và hiện tại thì phía công an đã chính thức vào cuộc để điều tra và xử lý vụ việc này. Ngày hôm nay 21 tháng 1 thì lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã cho biết đang tiếp tục củng cố tài liệu và chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với đối tượng Nguyễn Đức sinh năm 1991 và ngụ tại phố Châu Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Theo vị lãnh đạo này thì chủ tiệm vàng đã bị mất 430 lượng vàng cho biết do mất vàng trong một thời gian dài, mỗi ngày mất một ít nên là khâu kiểm soát không thể chặt chẽ nên là họ không biết được. Và cũng vì là quá tin tưởng Tuấn nên là gia đình này đã yên tâm giao phó cửa tiệm trong suốt 6 năm cho Tuấn. Theo người dân địa phương ở đây cho biết thì các lao động chính trong nhà Tuấn thì cũng chỉ làm ăn đơn thuần như nhiều hộ gia đình khác. Bố mẹ thì đi hút cát, còn anh trai thì làm trong lĩnh vực công nghệ, còn Tuấn thì làm thuê tại một tiệm vàng. Vì thế nên là người dân tại địa phương cảm thấy rất bất ngờ về khả năng kinh tế của đối tượng này khi mà nhà Tuấn đã mua mấy căn nhà trên phố cổ Hội An. Mọi người có tò mò hỏi han Tuấn thì Tuấn có trả lời rằng bố đi hút cát và hút được rất nhiều vàng. Và tất nhiên là nhiều người đã không tin vì số tài sản này được xem là quá lớn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra thì phía cơ quan chức năng đã tìm thấy trong nhà Tuấn 11 chiếc sổ đỏ và rất nhiều vàng. Cụ thể là sự việc được phát hiện vào hôm 15 tháng 1 vừa qua, Tuấn cùng anh trai của mình mang hơn 230 lượng vàng gồm nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền,
bông tai và lắc tay có trị giá hơn 5 tỷ đồng tới một tiệm vàng tại thành phố Đà Nẵng để bán. Thấy khả nghi nên chủ tiệm vàng này đã báo cho cơ quan công an. Tuấn và anh trai đã được mời về cơ quan công an làm việc. Và tại đây thì Tuấn đã không chứng minh được nguồn gốc của số vàng nói trên và đã trả lời rằng mình đã nhặt được số vàng này. Qua điều tra thì được biết những lúc lấy vàng ra bán thì Tuấn lén cất giấu mỗi ngày một ít, và có hôm thì Tuấn đã lấy hẳn một cây vàng, có hôm thì chỉ vài chỉ vàng và sau đó đem về nhà cất vào két của gia đình. Tổng cộng hơn 430 lượng vàng Tuấn đã tích trữ được trong vòng 6 năm, từ năm 2012 cho đến năm 2018. Và chiều ngày hôm nay 21 tháng 1 tại xã Kim Lương, Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Một chiếc xe tải đã đâm trúng vào đoàn người đang đi đưa tang và vụ việc thì đã khiến cho 9 người tử vong và 2 người khác bị thương nặng. Vào hồi 15 giờ 55 phút tại km 76 410, quốc lộ 5 thuộc địa phận xã Kim Lương, Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29C71953 đã đâm vào đoàn người thuộc mặt trận của xã ra viếng nghĩa trang liệt sĩ của xã Kim Lương. Và theo báo cáo sơ bộ từ Ban An toàn giao thông Hải Dương thì tai nạn đã khiến cho 9 người chết, trong đó thì có 7 người chết tại chỗ, còn 2 người đã chết trong bệnh viện, 3 người khác thì hiện tại đang bị thương nặng. Các nạn nhân chủ yếu là người già đang đi bộ ở làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ. Một nhân chứng đã trả lời như vậy. Và sau khi tai nạn xảy ra thì tài xế đã rời khỏi hiện trường và chưa đến cơ quan công an trình diện. Tuyến quốc lộ 5 hiện trường của vụ tai nạn thì đã tắc nghẽn kéo dài hàng km. Cảnh sát đã đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu và phân luồng giao thông để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Và cũng theo như ông Vũ Đình Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 5 đoạn qua xã Kim Lương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải mất lái và gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này. Hiện tại thì vụ việc đang được phía cơ quan chức năng và công an điều tra và làm rõ. Những ngày trở lại đây thì trên một đoạn ngắn của đường mùng 3 tháng 2 thuộc quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều cây mai và cây đào giả đã được buôn bán rất đắt hàng, và điều đặc biệt ở đây là có những cây còn được giao bán với giá lên tới cả chục triệu đồng. Trong khi mai vàng thật chưa xuất hiện hoặc là bày bán ở các hội chợ hoa xuân thì mai và đào giả tán rộng chi chít hoa được trưng bày từ rất sớm trước Tết Nguyên đán trên con đường này. Và được biết tuy là mai đào giả nhưng mà giá của chúng thì còn đắt hơn cả mai thật nữa. Những ngày cận Tết thì giá mai vàng trung bình từ 1 cho đến 2 triệu đồng. Thì những cây mai đào giả có kích thước trung bình tại con đường chuyên kinh doanh hoa mai đào giả này thì lại có mức giá gấp đôi. Và theo chia sẻ của nhiều cửa hàng thì tùy kích cỡ của mỗi cây hoa mai được kết lên khác nhau. Với những cây khoảng 3 triệu đồng thì có khoảng 40 cành nhỏ, trong khi thì có những cây cỡ đại là 300 cành thì giá của nó sẽ lên tới hơn 20 triệu. Và không chỉ có mai đào mà các mặt hàng chủ lực những ngày này, rất nhiều loại cây giả khác cũng được mang ra bày bán, ví dụ như là mãng cầu, đu đủ, vân vân. Cây nào thì cũng chĩu quả với giá từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng, cũng được rất nhiều khách hàng lựa chọn để chơi Tết. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay 21 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.